Alo, alo, chiếc xe mà không có bánh mình không có dám lái. Chiếc xe mà có bánh mình lái cho các bạn coi. Lên luôn là lên, luôn là xuống là xong rồi, xuống là xong luôn. Got it! Got it! Lâu lâu bạn nhau, ok, năm sẽ tiếp tục chơi tựa game BWG ha các bạn ơi. Lâu lắm mình muốn chơi nè, sẽ tiếp tục chơi tựa game BWG ha. Ok, đang có hiệu này là cái map xanh hốc ha. Rồi, mình đang ở tổng rule các bạn ơi. Nó hiệu tiếng chữ khá là nhiều. Ba như siêu nhân nha anh ơi. Ui, nó hiệu nó mới ba như siêu nhân xuống chết ngắn. Ui, đồng đội nó cũng kế bên luôn ha. Rồi, mình mới clear tem hơi nhẹ xíu ha. Wow, K98 WU luôn. Anh này khá là chất chơi người chơi khi cầm K98 WU là đi bắn nhau luôn. Rất là chán men lì các bạn ơi. Rồi ok, tiếp tục đi lút đồ ha. Mình nghĩ là cũng hết người tông gu này ha. Thì gu bản chất thì nó cũng khá là vắng mà cũng khá là đông. Ngẫu nhiên cái đường bay thôi bạn ơi, nó hơi xàm ha. Ok, tiếp tục đi lút đồ nè. Rồi chưa hay ngày. Ô cái tiếng bước chân nè. Khoan tiếng súng luôn. Wow. Ôi, hello đây. Ôi. Hai boss nó bắn nhau đó bạn ơi. Mà biết phải này boss người ta nó bò như kỳ vậy. Thôi không sao, dù sao nó cũng chết rồi bạn ơi, cho nó ra sẵn nó đợi ha. Mấy niên này nó chơi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh đó các bạn ơi. Nó mới vô lại giao tành liền rồi nên kè sảnh liền luôn bạn ơi, đánh nhanh thắng nhanh mà. Thì mình chơi combo K98 và AK ha. Rồi nhưng mình nghĩ cũng sắp hết rồi đó. Có một tem duo và hai anh em boss bắn nhau chơi. Ô, có thêm một con boss nữa nè. Boss này gấp vui bạn ơi, kệ đi ha, rồi chết rồi. Rồi chúng ta tiếp tục lướt độ ha. Không biết còn có ai tiềm ẩn những cái thành phần mà giấu nghề trong cái quân này không đây. Tạm thời thì trong cái gun này cũng khá là bình yên các bạn ơi. Rồi giờ tiếp tục đi lướt đồ thôi. Mình đã thấy thì mình vừa mới đổi qua cái combo là M762 và K98 họ đủ. Có sao yếu luôn nè các bạn ơi, ngon vãi liền. Rồi, bị đi máy bắn tỉa rồi, cái kiểu súng mình sắp full phụ kiện ha. Còn cái nào AG kia nữa là full phụ kiện luôn rồi. Bắn nhau thôi chứ không có sợ gì nữa các bạn ơi. Khá là dán ha, mình nghĩ em sẽ chuyển qua chỗ khác mình chơi. Ô, có K98 nữa kìa, K98 khá là nhiều ha. Rồi đi thôi nào. Dạ. Ô, có tiếng súng kìa các bạn, what the fuck. Mình đi ngang các bạn ơi. Đi như con cua, what the fuck. Ok, chạy thôi nào. Kèm thì chạy sẽ khó để tiếng súng nó mới bắn các bạn ơi. Chạy lẹ. Đấy, cái đầu cái nón mình con cầm con đang vào đó các bạn. Đi súng này nè, ông bước chân luôn chứ. Á đù, con boss này đang đập mặt vô tường đi tự kỷ các bạn ơi. Rồi, cũng có AKS và Uzi được kiểu gì á. Ok, tiếp tục chúng ta chạy bò tiếp hay nào. Bò dí tới đít rồi. Ô, có tiếng súng nè các bạn ơi. Chưa hết luôn à. Wow, con boss cũng đang chạy bò chung với tụi mình ha. Núp vô cây kìa các bạn ơi. Này nè, lú đầu qua cái chơi coi. Một viên vô đầu luôn nè. Anh già đen như chúng tôi nè, Frankie các bạn ơi. Mấy con boss này nãy giờ mình gặp boss khá là nhiều ha. Đồ của thằng bắn hính kìa các bạn ơi. Phơi thế nhờ. Ok thì không ngại mình sẽ đi ra ăn ké hính với nó một chút ha. Ôi, có giảm thanh SR luôn thì nó quá là ngon lành cành đào đi ha. Đi thế nào. Thính nó bắn thì đây cách đây cũng khá là xa các bạn ơi. Như bên kia có tiếng súng như vậy. Wow, kìa nó đang bắn nhau kìa các bạn ơi. Rồi. Ui, cái thằng đang đi bắt cá dưới mưa kìa. Ui, chết đi cu. Này như là cái vẻ là boss. Boss nó đi nó nực qua nó xuống nó tắm sông đó các bạn ơi. Nước này thì mình nghĩ là nó cũng không có sạch lắm đâu. Rồi, nên chết dưới sông rất là mát mẻ dưới đó luôn ha. Mình tiếp tục đi qua Binan thôi nè. Chạy bò nãy giờ muốn bị tỉ luôn các bạn ơi, chạy quái nồi luôn nè, bò dí sát đít luôn mà.
chạy lẹ nè ơi, ui ui sắp vô bò ha bà, uống miếng nước thì lấy bình tĩnh, ui bò vô tới, lẹ bò đốt cháy đít, đốt con chạy cháy bố tỉ luôn bạn ơi, chạy lẹ, ui chạy anh ơi, uống miếng bò này, rồi ok vô bò rồi, nữa giờ chúng ta phải tụt chạy bò một lần tiếp theo nữa này, bò xào phải liền chạy luôn đi, what the fuck. Rồi bò này sẽ hô về một góc ở dưới góc phải với bản đồ ha. Chạy lẹ nó ơi. Ồ có hình nè, ngon bạn ơi. AUG hả? AUG 3 rồi bộ đồ cỏ được cái kiểu luôn nè, ngon. Bắn AUG luôn. Tại dù nãy giờ mình xài đạn 7 nhưng mình giờ mình chuyển qua đạn 5 luôn rồi. What the fuck. Hồi tàn xíu giờ mình sẽ đi kiếm xin xíu đạn 5 ha. Giờ 60 gì không bắn đủ đâu. Let's go, đi kiếm đạn 5. Ok, vô bò rồi. Còn 9 đứa nữa chúng ta sẽ lấy được cho mình cái top 1 nha. Đi thôi, let's go. Anh khỉ ta sẽ cân tem. Ok, mình sẽ chơi chiến thuật du kích ha. Một cái chiến thuật rất là đặc trưng ở người Việt Nam chúng ta. Ok, mình chiếm cái mỏm cái đầu này ha. Mỏm Cà Mau nè. Wow, khá giống Cà Mau luôn đó các bạn ơi. Đi thế nào. Nghĩ sẽ có nhiều thanh niên nữa ở trên tỉnh chờ mình tới rồi đấy. Với cái bộ đồ khỉ này mình có thể ngụy trang bất cứ lúc nào. Tạm thời mình chưa thấy ai ha. Ui, cái thanh niên đang chạy kìa. Chạy kìa. Ui, chạy. Bộ đồ gấu chạy. Ui, lạng lách với chúng tôi nè. Thanh niên này khá là lương lẹo đấy. Đó là một biểu hiện của sự lương lẹo đấy các bạn ơi. Rồi thì anh niên bị nóc rồi mình mà nó bỏ mất tiêu mà không confirm được ha. Ây da da. Mới bắn mấy viên lô đít này các bạn ơi. Rồi hồi uống miếng nước lấy bình tĩnh nó cái ha. Có tí súng hướng trước mặt mình. Mình nghĩ nó đang ở bên cái núi bên kia. Núi Bà Đen bên kia đó các bạn ơi. Nhìn mình thấy nó rồi các bạn ơi. Nhìn nó ngay cục đá kìa. Rồi mình sẽ cho một viên cài đầu nữa ha. Coi như món quà lần đầu gặp mặt sẽ cho một viên ca cho nó ăn ha. Kìa hello kìa, hello mình kìa. Hello. Nè lũ đầu cái kìa coi. Người nó cướp hà quá nồi chứ. Nè lũ đầu nè, nãy một viên ca vô đầu nha. Rồi anh niên đó bo vô, anh niên đang ngoài bo ha. Mình mong là không anh niên nào kết cái hàng đó của mình. Thế nào nó cũng chạy bo vô à. Mà chạy vô nó sẽ bị mình bắn. Là cái chắc. Anh niên chạy vô chưa? Ôi anh niên đang chạy. Ôi nào. Rồi cái hàng nãy mình nóc. Nó cứu rồi các bạn, nó được cứu rồi các bạn ơi. Rồi nó kết cái thằng đó của mình ấy. Rồi xanh vậy đó. Cái này chơi điếm túi vậy chứ. Không sao. Ok, em sẽ giết cái thanh niên mình vừa nóc nãy mình tả thù ha. Dám giành mạng với mình. Còn lại 6 thằng nữa chúng ta sẽ lấy cho mình cái tâm lòng ha. Tạm thời đang bắn nhau bên khu kia, mình bên chỗ mình thì không biết còn người hay không. Thanh niên này chơi máy xanh thấu thường thường là chơi chứ thực du kích không à. Mà chơi chứ thực đánh nhanh thắng nhanh nữa. Dạ, chừng cho viên đầu chết á. Cái giáp 3 của mình cũng sắp hư rồi. Nãy mà cho mình cái đúp là mình bắn banh đồng kia rồi. Oh hello, lại mình niên chơi cướp hà nè. Thanh niên gấu nãy nè. Ui, nhắm đầu mình các bạn ơi, cho vô viên ai đúp vô họng mình á. Nguy hiểm lắm. Ồ như đây có người, có người thiệt, có sơ móc kìa. Rồi đồng đội mình mới nóc được người rồi. Rồi mấy niên này cũng ngoài bò nữa, mấy niên chạy bò là cái chắc thôi. Hello, nhảy, chết chắc. Rồi mấy niên chết rồi, tem này tem nước nào mà cũng không biết luôn. Ok, đi qua chỗ cũ vị trí tủ ta lại. Như là chỉ còn một tem của thằng gấu nãy mình vừa mới nóc thôi. Rồi chơi lực lượng chiến giữa 2 với 2. Không, chưa chắc. Mà cũng có thể là như vậy. Hoặc có thể là hai lẻ, hoặc có thể là nó chung tem với nhau mà siêu móc nhiều như vậy. What the fuck, hồi nghẹt khí chết ngắt bây giờ. Rồi mình chơi chiến thuật bò. Đi tiếp cận đối thủ ha, hồi giỡn thôi chứ. Giờ mình bò lại để bắn u đầu liền. Kìa, mình đi chú đích nữa. Thôi rồi, đồng đội mình bắn chết thằng gấu nãy rồi. Ây da, để mình bắn nha tên, phải tả hù được này chứ. Làm sao mà còn lại hàng nữa, mình sẽ cố gắng giết nó luôn. Một hàng này mình có thể đi xung quanh đi kiếm nó.
thì rủ nó lấy chảo ra đánh nhau ha, mà nó mình cũng biết ở đâu, mình nghĩ nó đang chơi thực du kích nữa rồi. Thanh niên này em nghĩ là Việt Nam. Rồi mình sẽ chọi bơm cho nó ăn thử ha, hình biết đâu hơn thì dính bơm thì sao. Bơm mình cho đại đi ha, nó chọi lửa đốt cỏ rồi cái kiểu luôn, mình cũng biết nó ở đâu nữa. Thanh niên này nấp kỹ thì chứ không sao, không sao. Hai thằng mà sợ đét gì thằng này, nãy mình nghe tiếng súng ngồi lộn, tiếng súng nó cô qua bơm mà what the fuck. Hơi nháo chứ, ôi nó bơm rớt ngang tay nó xem chết này. Đồng đội chọi bơm thì tôi lúc ăn bơm hồi sắp mặt chưa, nó gậy ông đập đứa âm đắng bạn đám ơn cũng chưa thấy nó bo thì đang rất là lợi thế, mà bên mình chắc chắn top 1 thuộc về bên mình, không có nói nhiều với mình niên này. Mình niên chứ thử du kích hoài có chiêu làm hoài. Rồi bo đang khu sát rồi đấy, cái dòng bo này còi ngủ như xíu luôn, bo như hụt bên mình rồi. Giờ niên này mà lấy được top 1 cũng hay nữa hay. Rồi bò lại bò ha. Đấy bò. Bò rất là chuyên nghiệp đến từ vị trí của anh khỉ chúng ta. Mặc bộ đồ khỉ vô luôn. Bét. Nghĩ là mình sẽ đi ngồi dậy rồi mình đi kiếm nó, chứ nãy giờ mình bò hoài muốn bị tỉ luôn. Rồi đi thôi. Cầm UG mà sợ đét gì. Đi nào. Mình sẽ chơi thường đẩy tái đi ha, vì mình thường biết là nó sẽ bên phải mình, nó có linh cảm là như vậy. Nghĩa là nó ở dưới đó đó, mình mới chọn như thật là mình sẽ đẩy bên tái mà chưa chắc chứ nữa, thì đẩy nó bắn chết ngắt nữa. Ôi như có nó dưới đây nè các bạn ơi. Ôi kè nấp cả thôi, lính mới luôn á, lính mới 1108 ở Việt Nam về cho thật du kích vãi nồi luôn các bạn ơi. Yeah.